Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động mừng cho cho năm thơ may, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Sở Tư pháp cùng với các ngành chức năng trong tỉnh tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tháo gỡ khó khăn về pháp lý cho doanh nghiệp phát triển chuyên đề trả lời ý kiến công dân phỏng vấn ông hà thanh sơn phó trưởng ban dân tộc tỉnh xoay quanh về hiệu quả thực hiện chính sách phát triển trong vùng đồng bào dân tộc khmer trong tỉnh sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị sáng nay ngày 11 tháng 4 tỉnh quỹ trà vinh tổ chức gặp gỡ cán bộ hưu trí và cán bộ chủ chốt người dân tộc khmer nhân dịp tết cổ truyền cho cho năm thơ may năm 2022 đến dự có đồng chí ngô chí cường quỹ viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh quỹ trà vinh đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng chí Lâm Minh Đàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thông tin đến các vị đại biểu, lãnh đạo tỉnh cho biết trong năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đạt và dược nhiều chỉ tiêu nghị quyết của đảng bộ tỉnh. Nhiều chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ kịp thời. Kết quả đến nay, Trà Vinh chỉ còn 4 xã và 10 ấp đặc biệt khó khăn. Công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào Khmer đến năm 2021 chỉ còn 803 hộ nghèo. Công tác giáo dục và đào tạo trong vùng đồng bào Khmer có bước phát triển. Hiện nay, Trà Vinh vẫn duy trì được khoảng 2.500 sinh viên dân tộc Khmer theo học tại trường đại học cao đẳng và có trên 7.500 học sinh dân tộc Khmer bậc từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Đặc biệt là công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc Khmer luôn được cấp quỹ đảng, chính quyền quan tâm. Tại đây, các đại biểu cũng được thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý I và kết quả chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Hôm qua ngày 10 tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Thiện Ngọc Thơ đã đến thăm các gia đình chính sách, các chùa Khmer ở huyện Cầu Ngang và Dương Hải, nhân dịp mừng cho năm thơ mây Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022. Tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ đã đến thăm gia đình ông Kim Văn Nhỏ ở xã Giang Thành, thị xã Dương Hải, thăm gia đình ông Kiên Khuất ở xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang. Đây là gia đình cán bộ cách mạng Lão Thành dày hưu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Ngoài ra trong chuyến đi thăm này, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ còn đến thăm chùa Bà Giam ở xã Đông Xuân và chùa Trà Cướp ở xã Ngũ Lạc, huyện Dương Hải. Đây là hai trong những ngôi chùa Khmer ở tỉnh Trà Vinh đã có nhiều đóng góp cho cách mạng đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ đã cần thăm hỏi sức khỏe đến các gia đình, các vị sư và chúc các gia đình các vị sư của đồng bào dân tộc Khmer đón mừng cho năm thơ mây đầm ấm hạnh phúc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các gia đình cách mạng và các chùa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cùng với đảng nhà nước tiếp tục con đường cách mạng để bảo vệ xây dựng đất nước không ngừng phát triển. Được biết, trong dịp mừng trong cho năm thơ mây năm nay, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức thăm tặng quà 140 gia đình chính sách, gia đình cán bộ hưu trí và thăm 143 chùa Phật giáo Nam Tông trong tỉnh với tổng kinh phí quà tặng gần 200 triệu đồng. Tại quyền Cầu Kè, lãnh đạo quyền quỹ, quỹ ban nhân dân quyền này cũng vừa đến thăm tặng quà 8 chùa và 6 gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trong quyện. Tại các nơi đến, lãnh đạo quyện quỹ, ủy ban nhân dân quyện cầu kè ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống sản xuất của bà con đồng bào dân tộc. Nhất là tinh thần vô đón Tết trong cho năm thơ may của các vị sư, ban quản trị các gia đình và bà con Phật tử. Qua đây, cũng biểu dương tinh thần tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 của, của các vị sư và bà con Phật tử đồng bào Khmer, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 lãnh đạo quyền cầu kè cũng mong muốn các vị sư ban quản trị các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc truyền thống cách mạng tiếp tục tuyên truyền bà con phật tử chấp hành nghiêm các chỉ thị nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất và tham gia thực hiện tốt các phong trào cách mạng ở địa phương và du đón tết của truyền của dân tộc trên tinh thần vui tươi đoàn kết tiết kiệm và đảm bảo an toàn trước dịch bệnh covid 19 tại cầu ngang lãnh đạo quỹ ban nhân dân quyện này cũng vừa đến thăm chúc mừng các vị sư sãi, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, bà con Phật tử, người dân tộc Khmer trên địa bàn quyện. Tại các nơi đến thăm, thay mặt quyền quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện, ông Nguyễn Văn Nga, chủ tịch quỹ ban dân quyện, gửi lời chúc mừng đến gia đình cán bộ hưu trí, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức cùng đồng bào Phật tử đón Tết cổ truyền cho cho năm thơm hay vui tươi hạnh phúc. Qua đây, Chủ tịch Ủy ban dân quyền mong muốn đồng bào dân tộc Khmer mà nồng cốt là các vị hòa thượng thượng tọa đại đức ban quản trị các chùa tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc truyền thống cách mạng thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước cung cấp quỹ chính quyền và toàn dân tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid 19 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương Ông Nguyễn Văn Triết, Quỹ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, vừa đến thăm các vị chức sắc tu sĩ, ban quý chức, các nhà thờ tiêu biểu nhân dịp lễ phục sinh của đồng bào đạo công giáo và Tinh lành. Dịp này, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đến thăm chúc mừng ban đại diện cộng đồng Hội giáo, ban quản trị các thánh đường hồi giáo và các vị chức sắc chức việc tiêu biểu nhân tháng lễ Ramadan năm 2022 của đồng bào Chăm tại các nơi đến thăm ông nguyễn văn triết quỹ viên ban thường vụ tỉnh quỹ chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh trà vinh đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc chức việc tu sĩ ban quế chức đón lễ phục sinh năm 2022 an lành hạnh phúc qua đó chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh trà vinh cũng kêu gọi các vị chức sắc tu sĩ ban quế chức các nhà thờ tích cực tuyên truyền vận động đồng bào cháu chân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chia sẻ pháp luật của nhà nước hăng hái tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống trong quá mới ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Đến thăm ban quản trị thánh đường hồi giáo tại phường 2 thành phố Trà Vinh và các tín đồ bước vào tháng lễ Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm. Ông Nguyễn Văn Triết mong muốn các tín đồ hồi giáo tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chế sách pháp luật của nhà nước. Chúng ta góp sức cùng chính quyền thực hiện các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương đặc biệt là chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Chăm và chấp hành tốt việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Nhân dịp này, các vị chức sắc tu sĩ ban quý chức đại diện ban quản trị thánh đường hồi giáo đã cảm ơn sự quan tâm chăm lo của chính quyền các cấp. Đây là nguồn động lực để các vị chức sắc tu sĩ các tín đồ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, tăng cường tình đoàn kết, góp sức cùng chính quyền giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp theo chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ một trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh vừa tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ cơ sở được đảng quỹ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh chọn chỉ đạo điểm. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ 1 trực thuộc đảng quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh đã tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của đảng cấp trên. Về nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ 1 đã tham mưu cho cấp quỹ và ban giám đốc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ 1 thực hiện đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, chi bộ 1 đề ra 9 chỉ tiêu nghị quyết để phấn đấu thực hiện. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, chi bộ 1 xác định sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong đảng viên và người lao động. Đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Về nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ 1 sẽ tập trung hoàn thành việc tham mưu kế hoạch kinh doanh của ngân hàng và tham mưu đề xuất điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Quyền quỹ cầu kè vừa tổ chức sơ kết qua một năm triển khai thực hiện mô hình trên làm gương mẫu mực dưới tích cực làm theo, gắn với sơ kết mô hình đồng hành cùng người nghèo. Đây là hai mô hình được Ban Thường vụ Quyền quỹ cầu kè Cụ thể quá, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, Ban Thường vụ Quyền Quỹ Cầu Kè đã ban hành khung tiêu chí cụ thể một số nội dung làm cương mẫu mực đối với lãnh đạo và nội dung tích cực làm theo; đối với đảng viên công chức chuyên chức, từng cá nhân tùy theo chức trách nhiệm vụ, vị trí việc làm đăng ký một số nội dung thực hiện như gương mẫu chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, không vi phạm pháp luật, tuân thủ nghiêm quy chế làm việc, gương mẫu đi đầu trong nêu gương về đạo đức lối sống, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, không làm việc gì có hại cho đảng, chính quyền và nhân dân gương mẫu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tâm tận tụy với công việc không lánh nặng tìm nhẹ gương mẫu trong lãnh đạo điều hành gương mẫu trong nghiên cứu tự học tự nâng cao năng lực cá nhân gương mẫu thực hành tiết kiệm chống lãng phí và gương mẫu trong thực hiện các mối quan hệ xã hội giữ gìn phẩm chất tác phong của cán bộ công chức viên chức tận tụy tâm quyết với công việc kết quả qua một năm phát động đã có gần 3.700 cán bộ đảng viên công chức viên chức đăng ký thực hiện trong đó có 118 cán bộ lãnh đạo đăng ký tiêu chí làm gương mẫu mực và đã có 90% cán bộ đảng viên công chức viên chức hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký. Riêng đối với mô hình đồng hành cùng người nghèo, đến cuối năm 2021, huyện Cầu Kè đã huy động các nguồn vốn hỗ trợ gần 900 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Sở Tư pháp tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và Quỹ ban nhân dân thành phố Trà Vinh vừa tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Trà Vinh để nghe phản ánh những khó khăn vướng mắt có liên quan chính sách pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tại buổi gặp gỡ, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị ngành chức năng thông tin về chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn về điều kiện thủ tục để doanh nghiệp được hỗ trợ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mà khác, doanh nghiệp cũng đề nghị ngành chức năng thường xuyên hỗ trợ cập nhật kiến thức pháp lý, nhất là về thuế và các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh đúng pháp luật. Phát biểu tại đây, ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đã thông tin thêm về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Qua đó đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có khó khăn vướng mắt về pháp lý thì liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh để được hỗ trợ. Ông Lâm Sáng Tươi cũng đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quan tâm sử dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật những chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh Trà Vinh và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tăng cường tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn trong thời gian tới. Cục thuế tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức sơ kết công tác thuế quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế quý 2 năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình biến động giá xăng dầu đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và đời sống người dân. Nhưng Trà Vinh cũng đã thu thuế đạt gần 2.000 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán năm tăng 13,8% sau cùng kỳ. Trong đó có 10 trên 15 khoản thu sắc thuế hoàn thành, bao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân đạt, thuế bảo vệ môi trường đạt, lệ phí trước bạ đạt, phí lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước và thu từ hoạt động sổ số, số. Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình thực hiện thu quý 1 năm 2022, và dự kiến các nguồn thu trong quý 2 năm 2022, cục thuế xây dựng dự toán thu nội địa quý 2 là 1.060 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ này, cục thuế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, để mạnh triển khai thực hiện chính sách miễn giảm thuế và tập trung chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử cho người nộp thuế, khẩn trương rà soát người nộp thuế đủ điều kiện chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo chuẩn mới của Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ, đạt số lượng theo yêu cầu Tổng cục thuế và kịp thời xử lý khó khăn để đảm bảo vận hành hóa đơn điện tử thông suốt trong quá trình thu thuế của tỉnh. Hôm qua ngày 10 tháng 4, Công ty Bảo vệ Nhân thọ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị khách hàng ra mắt sản phẩm mới An Vui Sống Khỏe năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Khanh, Giám đốc Công ty Bảo vệ Nhân thọ tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là sản phẩm cho sức khỏe năm sao có nghĩa là sản phẩm sẽ chăm sóc sức khỏe đạt chất lượng cao cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ và đây là một trong những sản phẩm được tổng công ty bảo Việt nhân thọ Việt Nam luôn quan tâm phát triển để đáp ứng tối đa và toàn diện nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân bảo Việt nhân thọ chính thức ra mắt sản phẩm mới an vui sống khỏe là nhằm bảo hiểm chăm sóc y tế toàn diện với nhiều quyền lợi đặc biệt vượt trội cho người dân khi mắc bệnh thông qua cái sản phẩm này người dân của chúng ta sẽ được phục vụ một cái sản phẩm tuyệt vời và chúng ta được trang bị những cái tài chính rất là hữu ích để chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe phục vụ ở những cái bệnh viện đẳng cấp để chúng ta có thể phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Theo ông Trần Tuấn Khanh, giám đốc công ty bảo diệt nhân thọ tỉnh Trà Vinh, khi người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, sở hữu được tấm thẻ an vui sống khỏe là sẽ có cơ hội được tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao được tiếp cận các cơ sở y tế, các bệnh viện tốt nhất để điều trị khi gặp rủi ro bệnh tật. Và chúng tôi thì sẽ phục vụ theo từng gói, có bao gồm là 4 gói vàng, bạc, bạch kim và kim cương. Và mỗi một khách hàng tham gia ở một mức độ khác nhau thì chúng tôi phục vụ quyền lợi khác nhau. Và quyền lợi kim cương là quyền lợi cao cấp nhất dành cho những khách hàng là doanh nghiệp, những khách hàng là chủ những tài chính trụ cột gia đình mà có cái tài chính cao cấp thì chúng tôi sẽ phục vụ về tài chính cao cấp và cũng như là ở nơi chăm sóc điều trị ở những bệnh viện cao cấp. Theo công ty bảo diệt nhân thọ trẻ dinh, hiện nay công ty có trên 50.000 khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ với tổng số tiền trên 500 tỷ đồng. Và theo kế hoạch trong năm nay, công ty bảo diệt nhân thọ trẻ dinh sẽ đáo hạn bảo hiểm nhân thọ cho 1.000 khách hàng với tổng số tiền 50 tỷ đồng. Đoàn cán bộ y bác sĩ bệnh viện Quân y 120 cục hậu cần quân khu 9 kết hợp với bệnh viện Quân dân y tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách hộ nghèo ở huyện Cầu Ngang. Tại đây đoàn cán bộ y bác sĩ đã khám bệnh tổng quát siêu âm đo điện tim, khám sàng lọc cho trên 400 lượt người dân tại các xã Mỹ Quà, Kim Hòa, Nhị Trường của huyện Cầu Ngang. Đây là những người cao tuổi mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp và đau nhức xương khớp. Ngoài việc khám bệnh, các y bác sĩ còn tư vấn hướng dẫn cho người dân các biện pháp chăm sóc sức khỏe, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý để hạn chế bệnh tật và tăng cường sức khỏe, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hội trại truyền thống thanh niên phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu chính do tỉnh Trà Vinh đăng cai tổ chức năm 2022. Được diễn ra chính thức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 năm 2022, với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Quân sự 11 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng nhà tình đồng đội, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học bổng cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Mục đích của hoạt động này là nhằm tri ân các gia đình chính sách và thể hiện tình cảm gắn bó giữa quân đội và nhân dân. Tin từ Ban Chế đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh cho biết, kết quả xét nghiệm chiều hôm nay ngày 11 tháng 4 tỉnh không phát hiện thêm ca nào dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong ngày hôm nay, Trà Vinh phát hiện 49 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 trẻ em dưới 12 tuổi và có 7 trường hợp trên 18 tuổi chưa được tiêm vaccine. Số còn lại đều được tiêm từ 1 đến 3 mũi vaccine COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chế đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh, tính đến chiều nay, tỉnh Trà Vinh đã phát hiện gần 65.200 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 61.200 ca đã được điều trị khỏi, và đến nay đã có 311 ca tử vong do nhiễm COVID-19. Hiện nay, Trà Vinh còn gần 3.600 trường hợp đang được điều trị COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai các chương trình hành động thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Trà Vinh đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện trong đó ưu tiên nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2021-2030. Nhân dịp mừng lễ cho cha năm thơ may Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh sẽ cho biết cụ thể chương trình này qua nội dung trả lời phỏng vấn với phóng viên đại. Trước hết thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Trà Vinh đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay. À, và thưa ông nhân dịp mừng cho cha nam Thơ may Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer thì trước hết xin ông cũng thông tin khái quát về tình hình đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh ta hiện nay vừa qua đó thì lãnh đạo ban dân tộc tỉnh nó có tổ chức cái đợt đi thăm hỏi tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh và có các cái báo cáo của phòng dân tộc các huyện thị xã thành phố thì thấy rằng là tình hình năm nay đó đời sống của đồng bào dân tộc Khmer đó chuẩn bị vào cái chỗ Nam Thu Mây này đó Thì cơ bản là có cái sự ổn định à, Tuy nhiên đó là à, tình hình ở một số cái xã đặc biệt khó khăn Cái nơi mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số đó Thì năm nay đó thì thấy rằng là bà con cũng vẫn còn một số hộ gặp khó khăn à, Cái thứ nhất là do cái khó khăn là à, do cái dịch bệnh của mình nó kéo dài trước đây đó Nó còn ảnh hưởng tới hôm nay và cái thứ hai nữa là nó còn một cái nội dung nữa là tình hình về giá cả giá phân bón rồi thuốc trừ sâu rồi vật liệu xây dựng nhân dân các thứ đó nó tác động tới cái thu nhập của bà con và cái mặt khác nữa đó thì con em của đồng bào đó qua các cái đợt dịch đó, thì làm ở thành phố hồ chí minh ở bình dương đồng nai một số nơi đó trở về địa phương rồi hiện nay đó là ai trở lại đi tìm việc làm Tuy nhiên đó là trong cái tình hình tìm việc làm hiện nay đó thì có nơi đó thì nhận việc ngay nhưng có nơi đó thì chưa có nhận được việc do đó thì qua cái thực tiễn mà chúng tôi đi đó cũng như là báo cáo của các nơi đó về đó, thì thấy rằng là cũng còn một số hộ ở trong các cái xã đặc biệt khó khăn cũng còn khó khăn. Vâng vậy thì ông đánh giá như thế nào về các chính sách dân tộc cũng như là công tác dân tộc mà tỉnh trà vinh của chúng ta thực hiện trong thời gian qua? Bắt đầu từ năm 2020 đó thì cái chương trình năm với cái quyết định 2085 của chính phủ đó, nó đã, kết thúc giai đoạn 2016 2020. Tuy nhiên nó về tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc đó thì chúng tôi bám vào cái nghị quyết của tỉnh ủy nghị quyết 06 về phát triển toàn diện vùng bào dân tộc Khmer đó. Thì trong đó là cái tỉnh ủy với ban tỉnh rồi các sở ngành các cấp đó, cùng các địa phương nó dồn cái nguồn lực tập trung để là thực hiện cái các cái mục tiêu các cái chương trình chính sách để xây dựng nông thôn mới thì trong đó có các xã đặc biệt khó khăn thì tính tới thời điểm này đó thì qua cái thực hiện chương trình nông phát triển nông thôn mới đó thì ở các xã mà đặc biệt khó khăn đó là 8 trên 15 xã đã được là chính quyền tỉnh đó là công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra thì chúng tôi còn thực hiện một số cái chương trình khác, ví dụ như quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ rồi phát huy vai trò người có uy tín, rồi thực hiện các cái chính sách về bảo hiểm y tế, thực hiện chính sách về cử tuyển, cái chính sách về hỗ trợ tạo việc làm rồi là đào tạo nghề xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ các cái chính sách như là báo rồi ấn phẩm tạp chí cho đồng bào. À, tức là hiện nay đó thì trong đồng bào đó về các cái chính sách mình vẫn đang tiếp tục thực hiện, vẫn còn đang chờ cái chương trình mục tiêu quốc gia để mình tiến hành mình thực hiện nó mang cái tính toàn diện hơn. Như ông cũng vừa cho biết thì có thể thấy là trong thời gian qua à, tỉnh ta rất quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc và chúng tôi cũng được biết là à, để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc Khmer thì tỉnh ta cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện à, để có thể triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. À, vậy thì theo ông là dự án nào thì sẽ được tỉnh ưu tiên đầu tư à, từ nay đến năm 2025? Hiện nay đó thì uh, qua cái uh, cái cái uh, nghị quyết của chính phủ uh, đã ban hành nghị quyết 1719 uh, quyết định của chính phủ ban hành để quyết định 1719 và chính phủ cũng ban hành quyết định 39 trong này các cái nội dung đó là chuẩn bị đó, cái chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện trên địa bàn của tỉnh của cả nước trong đó có tỉnh trà vinh và cái quyết định 39 đó, thì quy định các cái tiêu chí nguồn lực để phân bổ vốn của trung ương cũng như là nguồn vốn đối ứng của địa phương Thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện hai cái nội dung này để rồi rà soát để chuẩn bị và cái khâu chuẩn bị trước thì đã lấy ý kiến của các sở ngành ủy ban dân các huyện thị thành phố để tham mưu ủy ban ra cái quyết định là 369 để ban hành cái kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 21 25 trên cái địa bàn tỉnh thì trong đây đó thì các cái ưu tiên đó thì nó có 10 dự án lớn nhưng mà cái ưu tiên của mình thì hiện nay chúng tôi là cơ quan thường trực đang tham mưu với ủy ban tỉnh với các ngành các cấp với huyện thị tập trung thực hiện cái cái gì đó cái dự án về nhà ở rồi đất ở rồi chuyển đổi nghề hỗ trợ rồi tạo việc làm rồi các cái vấn đề về là chính sách cho người lao động hiện nay họ đang khó khăn đó và một cái ưu tiên nữa thì chúng tôi đang đề nghị để nghiên cứu làm sao đó chúng ta xây dựng được một cái đề án một cái dự án của huyện trà cú để trồng cây dược liệu quý cái này nguồn vốn cũng tập trung lớn để làm sao đó mình tạo được cái công an việc làm để thu hút cái lao động của bà con mà qua cái covid vừa rồi mà đi tìm việc làm chưa có đó thì mình tập trung về nếu có nguồn vốn này mình sẽ tập trung giải quyết được cái lực lượng lao động tại địa phương vâng vậy thì để đầu tư hiệu quả dự án ông vừa nêu cũng như là nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc khmer thì theo ông là tỉnh ta cần thực hiện những giải pháp nào À, về cái uh, tiếp tục để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia đó thì về cái uh, giải pháp uh, về mặt uh, quan điểm chủ trương đó, thì uh, mình thấy rằng là theo tôi đó là cần phải tiên truyền tức là tiên truyền vận động rồi thuyết phục để cho tất cả mọi người kể cả là đồng bào uh, người Kinh, người Khmer, người qua sống ở trên địa bàn các cái huyện có đông đồng bào dân tộc rồi cán bộ công chức rồi đoàn hội viên hiểu được cái quan điểm chủ trương của Đảng nhà nước ta là thực hiện cái chính sách dân tộc là mang cái tính toàn diện à, thực hiện là tức là không để ai ở lại phía sau, tức là cùng nhau đoàn kết để được phát triển, để đưa cái tỉnh nhà đi lên phát triển cho nó mạnh lên. À, cái ý thứ hai nữa là ở trong đây đó thì mình cũng cần có cái là vấn đề à, giúp cho bà con ý thức được cái trách nhiệm coi đây là cái nghĩa vụ quyền lợi của của bà con cũng như của chính quyền địa phương trong cái việc thực hiện các cái chính sách tức là đặc biệt là cái chương trình mục tiêu quốc gia này nó phủ toàn bộ cả cái địa bàn tỉnh trong đó có 59 xã có đông đồng bào dân tộc mà chúng tôi tập trung nhất là các cái xã đặc biệt khó khăn còn về cái giải pháp mà về mặt chuyên môn đó thì cái cơ quan ban dân tộc là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo mà chúng tôi có tham mưu cho tỉnh quỹ và quỹ ban tỉnh cũng như tham mưu cho ban chỉ đạo Rồi trước mắt là mình hình thành cái ban chỉ đạo hiện nay đã hình thành xong còn lại thì các cái tổ giúp việc của ban chỉ đạo, từng bộ phận giúp việc á, xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể hóa cái chỉ thị nghị quyết của trung ương cũng như của tỉnh để làm sao nó phù hợp với đối tượng, phù hợp với đặc điểm cái dùng miền, đặc điểm cái vùng đồng bào dân tộc của mình ở các xã đặc biệt khó khăn để làm sao nó cùng nhau để thực hiện cho nó đạt được cái chỉ tiêu trong cái thời gian tới. Vâng thưa ông, vậy thì khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc Khmer à, thì tỉnh ta đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như thế nào? À, xin ông cũng cho biết ạ. À. Cái giai đoạn 21-25 đó chúng tôi có tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây ban hành cái kế hoạch đó. Thì tôi nói về cái chỉ tiêu đó thì nó có 16 cái chỉ tiêu lớn. Trong đó nhà ở đất ở rồi trong đó kể cả gì trường lớp rồi kể cả trạm y tế, đường giao thông các chỉ tiêu nhân dân. dân là 16 chi tiêu lớn Tuy nhiên là để tập trung cho cái các cái dứt điểm đó, trong cái thời gian đây tới 2025 là để cho tỉnh mình đạt cái nông thôn mới theo nghị quyết của tỉnh ủy đó. À, chúng tôi cũng có cái tập trung là về nhà ở rồi đất ở rồi nước sinh hoạt rồi hỗ trợ đào tạo nghề rồi xuất khẩu lao động à, kéo giảm cái hộ nghèo theo cái nghị quyết 06 của tỉnh ủy về phát triển toàn diện vùng ban dân tộc của trà vinh đó tức là chúng ta tập trung mấy cái chủ yếu là cơ sở hạ tầng mấy cái vấn đề kéo giảm hộ nghèo và vấn đề lao động việc làm vấn đề thu nhập dân dân để làm sao đó chúng ta đạt các cái tiêu chí của các cái xã nông thôn mới để đến ngày 2025 là chúng ta không còn các cái xã mà đặc biệt khó khăn nữa đó là theo cái yêu cầu chỉ đạo chung của tỉnh Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ ông và một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.